Ronaldo hội ngộ Beck tại show của Vic. Người ngoài hành tinh, Ronaldo gặp lại đồng đội cũ David Beckham khi cùng bạn gái Selena Locks tới xem show của Vic vợ Beck hôm 3 tháng 3. Cựu tiền đạo Ronaldo và bạn gái Selena Locks nắm tay nhau tới Van der Grest nơi tổ chức show của Vic hôm 3 tháng 3. Bạn gái Ronaldo là người mẫu có tiếng tại quê nhà Brazil. Chân sút một thời thỉnh thoảng cùng Selena tới các sự kiện thời trang. Sau show của Vic, người ngoài hành tinh đăng ảnh chụp với bạn gái và vợ chồng Beck. Hôm nay tôi tới một show đặc biệt và hội ngộ những người bạn vô cùng đặc biệt, Ronaldo viết và khen ngợi các tác phẩm của Vic. Trên Instagram Story, Beck đăng ảnh chụp với Ronaldo và gửi lời cảm ơn vì tới xem show của vợ. Hai ngôi sao một thời từng là đồng đội tại Real, sát cánh từ 2003 đến 2007. Trên trang cá nhân, Selena Locks đăng nhiều ảnh khi đi xem buổi trình diễn của Vic. Cô còn chia sẻ video tạo dáng tình tứ với Ronaldo bên ngoài nơi diễn ra show. Một ngày sau, Ronaldo và Selena Locks tiếp tục đồng hành tới show thời trang của Hermes. Cựu chân sút lừng danh Brazil và người mẫu kém 14 tuổi gắn bó từ 2015. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.